Ổi xấu, ổi đẹp. Những trái ổi non, các em có muốn tắm nắng, vui đùa cùng chị không nào? Em muốn ạ. Từ sáng đến giờ chưa hong nắng tập thể dục ạ. Suốt ngày cậu ở trên cao thiết, đùng đưa nắng gió không mệt sao? Còn muốn hong nắng với chả tập tành. Nắng làm da em thô ráp lắm, em không ra ngoài tắm nắng đâu. Nhưng ánh nắng tốt cho em mà, nó sẽ khiến em dạng dày hơn, khỏe mạnh hơn và ngọt ngào hơn nữa. Em ở trong bóng râm này mà vẫn khỏe mạnh, lại còn nhẵn nhụi xinh đẹp. Ai như bạn ổi sần sùi, ngùi ngợm thế, sao sẽ chẳng ai cần đâu. Thôi kệ bạn, chúng ta cùng nhau nhảy múa em nhé. Nhìn cậu càng ngày càng xấu xí, vỏ sần sùi cả ra, rồi mưa tát thẳng vào mặt thế kia thì thật đáng tội nghiệp. Như thế mưa chẳng đến mặt, nắng chẳng đến đầu, thật thích làm sao. Cậu ở dưới đồ tán lá che chở nên mưa chẳng ướt, nắng chẳng cực, gió lại không thổi lạnh người nên thật xinh đẹp và nhẵn mịn. Trường này chẳng được như thế, nhưng bù lại mỗi ngày lại được chơi với các chị nắng, anh mưa cũng vui vẻ lắm. Cơ mà xấu xí, cậu xấu thế rồi chẳng ai cần, chẳng ai đếm xỉa đến cậu đâu. Phải xinh đẹp như tớ mới được mọi người lựa chọn, cậu hiểu chưa? Ở nhà mình nhìn ngon quá, thật to và thật đẹp. Ôi à, mình mong ngóng các bạn từng ngày một đó nha. Tối nay sinh nhật bà nội, mình sẽ dành cho bà quả ổi ngon nhất làm quà, nhất định bà sẽ thích cho mà coi. Đây chính là cây ổi tự tay mình cùng bà chăm nom mà. Ổi sần sùi, cậu thấy chưa? Tớ luôn là sự lựa chọn của mọi người. Cậu biết vì sao không? Vì tớ có một vẻ ngoài thật đẹp, thật nhẵn nhụi và bóng bẩy, đâu như cậu xấu xí sần sùi gớm ghiếc. Đừng chọn quả đấy con gái yêu à. Sao thế mẹ? Quả ổi to tròn nhẵn nhụi thế này cơ mà, chắc chắn nó sẽ rất là ngọt đây. Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá bên trong con gái ạ. Con muốn chọn cho bà những quả ổi ngọt thơm nhất thì hãy chọn quả sần sùi này đi. Tại sao vậy mẹ? Nó xấu xí quá à. Những quả ổi sần sùi này á là những quả trải qua mưa nắng. Nó chịu rất nhiều khắc nghiệt của ánh nắng chói chang mỗi ngày. Vậy nên vỏ của nó mới sần sùi như thế. Nhưng cũng chính vì thế mà những quả ổi rám này thường ngọt hơn những quả ổi nhẵn nhụi rất nhiều. Thật vậy hả mẹ? Con thật không ngờ đó. Nó xấu xí mà lại ngọt thơm ạ. Ừ đúng vậy. Cũng như con hãy thật ngoan và làm nhiều việc thật tốt thì mọi người sẽ yêu quý con. Bởi chính tấm lòng thơm thảo của con, vẻ đẹp thật sự phải xuất phát từ bên trong, chứ không phải bên ngoài. Nó phải được rèn luyện trải qua bao nhiêu gian nan và thử thách con gái ạ. Vậy mà mình cứ tưởng chỉ cần có vẻ bề ngoài nhẵn nhụi là đủ. Ai ngờ... Con gái hay con trai? Này, bố mẹ ở quê vừa gọi điện bảo vợ chồng mình tuần này về chơi. Lại về quê ạ? Dịp nghỉ lễ vừa rồi chúng mình cũng về rồi mà. Thì cũng 2 tháng rồi còn gì. Bố mẹ già rồi, thì thoảng về chơi với bố mẹ cho vui. Em chả thấy vui gì cả. Trời nóng thì chả có điều hòa. Xong rồi cái nhà vệ sinh thì sập sệ, đến là chán. Ở đó có một ngày mà em cảm giác như một tuần ấy, anh biết không? Thôi em chịu khó một chút. Em biết là bố mẹ ở quê cũng không có điều kiện mà. Từ lúc anh đi làm đến giờ, cũng chưa giúp được gì cho bố mẹ cả. Đợt này về, anh tính đưa bố mẹ ít tiền sửa sang lại căn bếp cũ, với lại cái nhà vệ sinh. Tiền á? Anh định cho bố mẹ bao nhiêu? Anh tính đưa bố mẹ 10 triệu. 10 triệu? Sao nhiều thế? Cũng chỉ sửa có cái bếp với nhà vệ sinh,
mà ở quê công xá lại rẻ. Em tính 3 triệu là được rồi. Bố mẹ có tiền thì bố mẹ sửa sang. Mình chỉ hỗ trợ phần nào thôi chứ. Ừ thì biết thế. Nhưng mà 3 triệu thì... Em nghĩ với bố mẹ thì 3 triệu là lớn lắm rồi. Chúng mình có ở đấy đâu mà sửa sang nhiều. Hơn nữa, chúng mình còn bao nhiêu dự định. Sắp tới còn dự định có con. Còn nhiều khoản phải chi tốn kém lắm anh à. Chúng mình phải tiết kiệm chứ. Ừ, thôi đành vậy. Mà em chỉ về trong ngày thôi đấy. Không ở lại qua đêm đâu. Hỏng hết cả váy rồi. Các con về rồi đấy à? Con chào bố. Mẹ đâu rồi bố? Mẹ con ở trong nhà đó. Chắc các con mệt rồi. Mau vào nhà đi. Vâng. Anh nhớ là 3 triệu thôi đó. Em thật là... Con ăn đi, ăn nhiều vào. Dạ, con xin. Nhất em đấy nhé. Con xin phép bố mẹ chúng con đi à. Các con đi sớm thế, không ở lại chơi thêm hôm nữa rồi đi con. Dạ thôi ạ, tối nay con còn có chút việc không ở lại được ạ. Có chục trứng gà nhà mới đẻ nè con. Con cầm đi mà tẩm bổ. Dạ thôi, mẹ để ở nhà ăn đi. Ở thành phố thiếu gì hả mẹ? Thành phố không thiếu, nhưng không đảm bảo bằng nhà mình được. Con cứ mang đi. Vâng, con xin ạ. Chà, đúng là về nhà mình có khác, thoải mái thật. Mẹ ơi, tối nay con sang mẹ ăn cơm nhé. Con thèm cơm mẹ nấu quá đi. Ừ, hai vợ chồng sang đây, mẹ nấu cơm cho mà ăn. Hoan hô mẹ là tuyệt nhất. Sao lúc nãy em bảo với bố tối nay có việc phải đi gấp mà? Muốn về sớm thì em phải nói thế chứ. Anh này, mai là sinh nhật mẹ em. Chúng mình đi mua quà sinh nhật cho mẹ em, rồi qua mẹ ăn cơm luôn, anh nhé. Em lại lười nấu cơm chứ gì. Vào kia xem đi anh. Em ơi, cho chị xem chiếc dây chuyền kia. Chiếc dây chuyền này cửa hàng em chỉ có duy nhất một chiếc thôi đấy chị ạ. Anh thấy nó thế nào? Ừ, cũng đẹp đấy. Dây chuyền này bao nhiêu hả em? Dạ, giá của nó là 400 đô. Không có chiếc nào giống thế này nữa đâu ạ. 400 đô la á? Đúng là tiền nào của nấy. Đẹp thật. Em sẽ mua làm quà sinh nhật cho mẹ. Chị lấy cái này, em gói lại cho chị đẹp đẹp, để chị đi tặng nhé. Mẹ, biết bố mẹ vất vả mà chúng con chẳng giúp được gì. Chúng con chỉ có chút ít biếu bố mẹ. Bố mẹ thêm thắt vào, sửa sang cái nhà cái cửa. Thôi các con cứ giữ lấy, vợ chồng trẻ mới cưới. Các con còn nhiều việc phải chi. Bố mẹ ở đây bao nhiêu năm rồi, vẫn sống tốt con à. Anh, em có tin vui cho anh nè. Anh sắp được làm bố. Làm bố ư? Em nói thật không? Chà, tuyệt thật. Nếu con chúng ta là con trai, em sẽ đặt tên là Bảo. Còn con gái, em sẽ đặt tên là Nhi. Anh thấy sao hả? Anh thích con chúng ta là con trai hay con gái? À, câu này thì không cần phải hỏi. Chắc chắn là anh thích con trai rồi. Anh chẳng bảo thích có con để đi đá bóng cùng bố còn gì. Không, giờ anh lại thích có con gái. Thế hả? Sao tự nhiên anh lại thay đổi thế? Cha mẹ sinh anh ra, vất vả nuôi anh khôn lớn, cho anh học hành, lên đại học rồi kết hôn. Đã tốn không biết bao nhiêu tiền của, mồ hôi và cả nước mắt. Thế nhưng, anh chưa có một chút quà mọn nào cho cha mẹ. Có chút tiền biếu cha mẹ sửa sang lại nhà cửa cho đỡ dột nát, anh cũng phải so đo suy tính. Anh cũng không thể làm cho vợ anh coi bố mẹ chồng như bố mẹ đẻ. Nếu có một đứa con trai giống như anh, vậy thì có ích gì chứ? Chi bằng sinh một đứa con gái sẽ như em, luôn nghĩ cho ba mẹ mình, sẵn sàng bỏ ra mười mấy triệu để mua cho mẹ một món quà sinh nhật. Anh... Mẹ, đây là món quà nhỏ chúng con tặng mẹ. Chúc mẹ sinh nhật vui vẻ và luôn mạnh khỏe. Ôi, cái ví xinh quá. Cái này mẹ đi chợ hợp lắm. Cảm ơn các con. Là một cái ví ư? Thế còn sợi dây chuyền? Thành à, mẹ đây. Mẹ gọi để báo với các con. Mẹ đã nhận được 10 triệu sáng nay cái Vân nó gửi về rồi. Sao cơ? Vân gửi cho mẹ 10 triệu à? Ừ, sáng nó gọi mẹ.
nói là các con gửi về cho bố mẹ sửa công trình phụ. Mẹ cũng ngại lắm, nhưng nó cứ khăng khăng gửi nên mẹ đành nhận. Con bé tốt tính, biết loa toan như thế hiếm gặp lắm đấy con. Con nhớ phải tốt với vợ, đừng làm gì khiến vợ buồn lòng nghe con. Mẹ ơi, con biết rồi. Thôi mẹ nghỉ sớm đi ạ. Vậy nha con. Cảm ơn em. Học cách tôn trọng người khác. Ngốc, ngốc, sao phòng con lại bừa bộn thế này? Có sao đâu mẹ, lát con bảo bác Mận dọn tí là xong mà. Con có nghe mẹ nói không? Ơ kìa mẹ, con đang chơi mà. Mẹ bảo con dọn dẹp phòng đi, con gái con đứa, để cái phòng bừa bộn như thế mà coi được à? Sao con phải dọn? Nhà mình có giúp việc mà. Mẹ thuê bác ấy về còn bắt con dọn làm gì? Mẹ thuê bác ấy về làm việc cho nhà, nhưng không phải để con ỷ lại mà cứ bày ra như thế. Con cũng phải có ý thức chứ. Bác ấy còn đang bận cơm nước giặt giũ. Dọn đi, mẹ ra ngoài một tí, lát về mẹ kiểm tra đấy. Ok mẹ. Bác Mận, bác Mận ơi, bác dọn phòng cho cháu đi, mẹ cháu vừa mắng cháu đó. Cháu chờ bác một lát nha. Bác đang dở tay ngoài bếp, lát xong việc bác vào dọn cho. Không được, bác phải dọn luôn cho cháu. Không lát mẹ cháu về, mẹ cháu chửi cháu thì sao? Bác dọn luôn đi. Nhưng mà bác đang nấu cơm, lát mẹ cháu về chưa có cơm ăn thì... Bác này, cháu bảo bác dọn thì bác cứ dọn đi. Bác là người giúp việc cơ mà, đấy là việc của bác, chứ có phải là việc của cháu đâu. Thế để bác dọn luôn vậy. Hôm nay con dọn phòng hay là nhờ bác Mận đó? Con, đương nhiên là con rồi, không tin mẹ hỏi bác ấy xem. Nó nói có đúng không vậy chị? Vâng, tôi bận nấu cơm nên con bé làm hết đó. Giỏi, lần sau con cứ thế nhé. Ăn dưa cho mát đi con. Ngọc, con ăn uống kiểu gì đấy? Mẹ ăn dưa hấu đi ạ. Sao con lại nhả hạt xuống sàn nhà? Con mau nhặt lên đi. Con không để ý, lát mẹ bảo bác Mận lau nhà là được mà. Con tự mình lau đi, bác Mận vừa mới quét nhà và lau nhà xong rồi. Sao lúc nào mẹ cũng bắt con làm công việc của bác Mận thế? Mẹ không bắt con làm gì nặng nhọc hết, mẹ chỉ muốn con phải biết tôn trọng thành quả lao động của người khác. Bác vừa lau xong mà con lại bày ra thì đó là con không tôn trọng bác rồi. Mẹ lúc nào cũng chỉ bên bác ấy, chẳng phải mẹ thuê bác ấy về để dọn dẹp hay sao? Bác ấy là người giúp việc mà, tại sao con phải đi tôn trọng một người giúp việc chứ? Con đừng có hỗn, mau dọn ngay, mẹ phạt con một tuần không được chơi máy tính nữa. Mẹ quá đáng lắm. Ảnh đẹp quá. Cô Hồng đây à, đây là ảnh của gia đình tôi. Mỗi khi nhớ nhà, tôi lại lôi ra ngắm cho đỡ buồn ấy mà. Con Ngọc nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, có nói gì không phải thì bác đừng trách nó nha. Chuyện lúc nãy... Không sao đâu, tôi không để bụng gì hết. Con bé trẻ con mà, cô tốt với tôi thế, tôi làm sao trách được. Xin lỗi chị nhé, tôi đảm bảo nếu như lần sau con bé còn tái phạm, tôi sẽ phạt nó thật nặng. Cảm ơn cô tốt với tôi quá. Trời ơi, có chuyện gì vậy chị Mận? Sao nhà lại đầy đất, còn chăn gói thì lại ướt hết thế này? Tấm hình gia đình của tôi. Trời ơi, chắc chắn là con bé Ngọc rồi. Chắc nó tức vì hôm trước tôi phạt nó, nên nhân lúc chị về quê trút giận lên chị đây mà. Không ngờ nó lại như thế, tôi phải cho nó một trận mới được. Ngọc, xuống đây mau. Ngọc, thôi mà, đừng đánh con bé. Nhưng cứ thế này nó sẽ ngày càng hư, em phải dạy cho nó. Nhưng đánh con bé liệu nó có thay đổi được không, hay lại càng thêm ghét tôi? Không biết nó lại làm ra chuyện gì nữa. Mẹ gọi con ạ. Là con làm đúng không? Con còn đống đất bẩn trong phòng của bác Mận và ga gối ướt sũng nữa, tất cả là do con làm đúng không? Con mau xin lỗi bác Mận đi. Sao con lại phải xin lỗi bác ấy chứ? Con đã làm sai mà còn ngang bướng hả? Con nói cho mẹ biết, con có xin lỗi bác Mận không? Con không có sai, con không xin lỗi bác ấy đâu. Bác ấy dù gì cũng là người giúp việc thôi mà. Được rồi. Mẹ. Mẹ.
Hôm nay mẹ không đi làm sao? Sao mẹ lại lau sàn thế? Mẹ! Mẹ! Mẹ còn giặt chăn gối cho bác Mận nữa. Mẹ để bác ấy làm đi. Bác ấy là người giúp việc mà. Cô để đó tôi làm cho. Hôm nay cô còn nghỉ làm nữa. Không sao, đó là lỗi của con em gây ra. Nếu nó không có thái độ sửa sai thì em cũng phải thay nó chịu trách nhiệm. Chị cứ đi ra ngoài đi. Mẹ, mọi chuyện là do con gây ra mà. Sao mẹ lại phải làm thế ạ? Vì mẹ là mẹ của con. Con sai thì mẹ phải có trách nhiệm sửa sai cho con. Mẹ, đã khuya rồi, mẹ đừng ghép tranh cho bác Mận nữa. Mẹ thay con gánh chịu trách nhiệm, con cảm thấy như thế nào? Có thấy thoải mái không? Và không chỉ có chuyện này đâu. Mẹ biết thường ngày con không hề lễ phép với bác Mận. Mẹ rất không đồng ý. Mỗi một người đều xứng đáng được tôn trọng, dù cho họ có làm nghề nào đi chăng nữa. Con có hiểu không? Con biết con sai rồi mẹ ơi. Ngày mai con sẽ xin lỗi bác Mận. Từ sau con sẽ không thế nữa đâu ạ. Con biết như thế là được rồi. Đừng để mẹ thất vọng về con thêm một lần nào nữa. Hai mẹ con cùng ghép nốt bức tranh cho bác Mận rồi đi ngủ nha. Phong Lan tình yêu. Anh đã nhìn rõ chưa? Ơn trời, mắt anh đã lành lại. Anh lại được nhìn thấy gương mặt thân thương của em và các đồng đội. Bác sĩ và quân nhân tranh thủ tâm sự đi. Hai ngày nữa là trung đoàn phải di chuyển rồi. Nắng nóng ở đây làm em trông mệt mỏi quá. Em ở lại, nhớ giữ gìn sức khỏe. Giá mà mọi thứ cứ bình yên thế này anh nhỉ? Ngày đó sẽ sớm tới thôi em. Anh Tính, nhìn kìa, kìa có phải là Lan Trừng không anh? À, đúng rồi, đây là Lan Đai Châu đó em. Giữa rừng sau núi thẳm lại có một nhánh hoa dại đẹp quá. Mùi thơm của nó ngọt ngào quá. Mưa rừng to quá. Nhanh lên em, bác sĩ mà ốm thì lấy ai chăm sóc các bệnh nhân? Cô sốt cao quá, hãy uống thuốc để sớm khỏi bệnh. Sốt rét rừng rất nguy hiểm. Cứ mặc tôi sống đi làm gì nữa? Cả gia đình tôi chẳng còn ai sống sót. Dù thế nào cô cũng phải gắng sống để còn cứu chữa người bệnh và còn chờ anh Tính trở về nữa. Anh Tính đi rồi sao? Giữa lúc tôi đang ốm nặng, tin dữ của gia đình tôi vừa truyền đến sao? Anh Tính lo lắng lắm. Anh ấy đã túc trực suốt lúc cô hôn mê. Nhưng cả trung đoàn của anh ấy phải lên đường. À, anh ấy nhờ tôi đưa cô cái này. Trung sĩ Tính gửi cho cô đấy. Mai à, anh biết lúc em cần, anh lại không thể ở bên. Em hãy cố gắng vượt qua nhé. Như nhánh lan rừng này, lá vẫn xanh, hoa vẫn thắm trên cành cháy khô. Ngày chúng ta đoàn tụ sẽ không còn xa. Hội chợ Hoa Xuân mời nghệ nhân tới tham dự. Anh Tính à, đã 20 năm nay, giò Đai Châu ngày nào chẳng chịu nở hoa, chỉ có lá xanh đơm trổ. Vậy mà xuân này, lan rừng lại nở ra thơm ngát, hoa đã tìm về, sao anh vẫn bạc tin? Anh hãy cho phép em làm điều này, anh nhé. Ồ hồ, giò lan Đai Châu đẹp quá, còn thơm nữa. Lần đầu tiên tôi mới thấy loại lan rừng đẹp thế này. Giò Đai Châu này giá bao nhiêu ạ?
giò hoa này gắn liền với kỷ niệm của tôi. Tôi không bán. Đây là lần đầu giò lan ra hoa lại sau 20 năm chỉ trổ lá đó cậu. Dạ, ra là vậy. Ba cháu cũng mê phong lan lắm. Ông có một vườn lan mà vẫn không thỏa. Vậy sao cậu không nói ba cậu mang lan tới hội hoa? Tôi không muốn giữ vẻ đẹp và sức sống này cho riêng mình, nên đã mang hoa tới đây để mọi người cùng thưởng thức. Cha cháu sẽ không tới đâu. Ông luôn buồn bã, hoài niệm về một nhánh lan rừng ngày còn ở chiến trường. Mấy bữa nay, vết thương ở mắt tái phát, nhưng ông nhất định không chịu phẫu thuật. Vậy sao? Vâng, cháu hy vọng tìm thấy đúng loài hoa ông thương nhớ. Mai ra sẽ khiến ông lạc quan mà thay đổi quyết định. Hôm nay là ngày cuối cùng của hội hoa rồi. Hay là chút nữa cậu cứ cầm giò hoa này về cho cha mình. Chừng nào mọi chuyện ổn thỏa, hãy mang trả tôi. Được thế thì tốt quá. Cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Cô cho cháu xin địa chỉ. Chào cậu. Dạ chào cô. Cháu mang giò lan tới trả cô như đã hứa ạ. Đây là... Dạ, đây là ba Tính, ba nuôi của cháu đó ạ. Nhờ giò lan của cô, ba cháu đã đồng ý phẫu thuật mắt. Hôm nay, hai cha con cháu muốn tới cảm ơn cô. Anh Tính. Cô là giọng của Mai sao? Anh Tính, có phải vì những vết thương này mà anh trốn tránh em suốt 20 năm qua? Anh xin lỗi, anh sợ sẽ là gánh nặng cho em. Anh thật là... Như nhánh lan rừng này, lá vẫn xanh, hoa vẫn thấm trên cành cháy khô. Ngày chúng ta đoàn tụ sẽ không còn xa. Phía sau những ô cửa. Cháu con muốn một chùm bóng màu hồng không an. Dạ thôi ạ, cháu cảm ơn ông. Cháu lớn rồi mà. Lớn rồi mới cần màu hồng đó. Đôi lúc trong cuộc đời cháu sẽ muốn mình bé lại, có thể sống đơn giản như một đứa trẻ vậy đó. Tặng cháu, cô bé. Cháu cảm ơn ông. Thật là một ông cụ đáng ngưỡng mộ. Lúc nào ông ấy cũng rất điềm tĩnh, ung dung, tự tại. Thể nào mà nhìn ông hồng hào, khỏe mạnh thế. Sao lại ngồi một mình thế này em? Chủ nhật không đi chơi với người yêu à? Em ngồi nghỉ, ngắm nghía sự đời thôi ạ. Bọn trẻ và anh Dương đâu ạ? Bố con nó đang chơi phía xa kia kìa. Chị cũng thích ngồi từ xa ngắm nghía bố con nó. Em mà có một người chồng tuyệt vời như anh Dương, em ngồi ngắm cả ngày cũng được. Em ở đây chờ nhé anh yêu. Anh chị có con rồi mà vẫn tình cảm như mới cưới ấy nhỉ? Thật đáng mơ ước, chẳng bù cho em. Em có chuyện gì buồn hay sao mà ủ rũ thế? Em vừa chia tay với người yêu. Từ hôm qua đến giờ em chẳng thể nào nghĩ ngợi được gì nữa. Em... Thôi nào, chuyện nam nữ yêu nhau rồi chia tay là chuyện rất bình thường mà. Không còn tình cảm nữa thì dừng lại thôi. Em đừng quá buồn. Bình thường là bình thường thế nào? Em đã dành trọn cả thời sinh viên để yêu anh ấy. Những tháng ngày thanh xuân tươi đẹp dành cả cho anh ấy. Chăm sóc, đồng cam cộng khổ. Giờ gần cưới nhau rồi, anh ấy nói không thể tiếp tục cùng em nữa. Chị ơi, em chết mất, em không sống nổi nữa. Em à, chuyện tình cảm làm sao mà miễn cưỡng được? Hết yêu rồi thì biết làm sao đây? Em hãy nghĩ tích cực lên, mạnh mẽ lên. Hãy tự hào vì mình đã sống hết mình với tình yêu đó. Còn duyên phận không nên vợ nên chồng, ta vui vẻ chấp nhận thôi em. Chị nói thì dễ lắm, chị đâu có biết cái cảm giác yêu 10 năm trời, một lòng một dạ vì họ, rồi đùng cái người ta phụ bạc chứ. Thôi, em về đây. Xin lỗi anh Lam nhé. Anh có sao không? Tôi đang vội quá. Cô làm sao thế An? Sao mắt đỏ hoe lên thế kia? Có chuyện gì phải không? Không có gì đâu ạ. Mà anh mang nhiều bánh pizza đi đâu thế? Mang xuống đây góp vui với mọi người chứ mang đi đâu. Bọn trẻ rất thích pizza mà. Anh giỏi thật đấy. Vừa làm sếp, đi làm bận rộn cả ngày rồi mà vẫn có thời gian nấu nướng, làm cả núi pizza cho mọi người nữa. Nhất anh đấy. Có gì đâu. Phải tự tạo nguồn vui sống cho mình chứ. Mọi người vui là tôi cũng vui rồi. Cô cầm một chiếc về để dành ăn tối này. Dạo này tôi thấy cô hơi xanh đấy. Làm gì thì làm cũng phải chăm chút bản thân nữa. Chà, thơm quá, chắc là ngon lắm đây. Cảm ơn anh nhé Lam. Thôi, tôi đi đã nhé. Pizza ăn nóng mới ngon.
Anh chàng Lam này lúc nào cũng nhiệt thành với tất cả mọi người, lúc nào cũng cười tươi, chẳng thấy bao giờ buồn, nhìn đã biết số sướng rồi. Sao khổ đau trên đời dồn hết vào tôi thế này? Anh không thể nghĩ lại được sao? Em rất yêu anh, em chỉ yêu mỗi một mình anh thôi. Xin lỗi em An à, em đừng làm anh khó xử nữa. Những điều cần nói anh đã nói hết rồi. Anh mong em sẽ sớm vượt qua được chuyện này. Anh thật lòng mong em sẽ sớm gặp được người thực sự hợp với em. Alo, alo, đợi đã. Sao anh nỡ đối xử thế này với em chứ? Mình thật sự kết thúc rồi sao? Anh là tất cả cuộc sống, niềm tin, hy vọng của em. Không còn anh nữa. Vậy thì em còn sống làm gì? Anh thôi ngay đi. Tôi hỏi anh một lần nữa. Có đúng anh đang qua lại với bạn thân nhất của tôi hay không? Em bình tĩnh. Đừng làm con thức giấc. Anh đúng là người chồng không tốt. Là tại anh sai. Anh xin lỗi em. Tôi đã ngậm đắng nuốt cay suốt một năm nay để cho anh cơ hội sửa sai. Chờ anh kịp nhận ra và quay về với hai mẹ con tôi. Vậy mà anh đang tâm lừa dối tôi. Coi như không có chuyện gì xảy ra. Thật đáng sợ mà. Anh sai rồi Thu à. Xin em cho anh được làm lại. Mọi thứ chỉ là say nắng nhất thời. Anh tuyệt đối chỉ có em là vợ và con chúng ta nữa. Em hãy vì con mà tha thứ cho anh lần này được không? Chuyện quái gì thế này? Anh Dương ngoại tình ư? Làm sao chị Thu có thể cười nói, tự hào về anh ta, yêu thương anh ta và coi như không có gì xảy ra cả một năm trời cơ chứ? Làm sao có thể khoan dung với người chồng phụ bạc mình? Vậy mà mình cứ nghĩ chị ấy là một người hạnh phúc nhất trên đời. Tội nghiệp. Chào cô bé, ngày mai lại qua. Ông nhớ phải tuân thủ chế độ ăn, dùng thuốc mà cháu kê thật nghiêm ngặt nhé. Tôi nhớ rồi. Nếu không làm sao mà chống chọi được với ung thư cả mấy năm qua chứ. Cảm ơn cô đã luôn lo lắng cho ông lão này. Ông đừng cảm ơn cháu. Chính tinh thần lạc quan và yêu đời đã giúp ông chiến thắng căn bệnh quái ác đó đến ngày hôm nay mà. Ông đúng là chiến binh già giỏi nhất mà cháu từng gặp. Trời ơi, ông Sinh bị ung thư mấy năm nay rồi sao? Lúc nào ông ấy cũng an nhiên, thư thái, không chút phiền lo suy tư, luôn bình thản trước mọi chuyện. Vậy mà... thương ông Sinh quá, mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với người nhân hậu như ông. Cái gì thế nhỉ? Người tìm việc, kỹ sư công nghệ thông tin. Ồ, số điện thoại này quen quá, là tờ rơi tìm việc của ai thế nhỉ? À, là số điện thoại của Lam, nhưng mà Lam đang làm ăn rất khá cơ mà. Người tài giỏi như anh ấy mà khủng hoảng đến mức phải đi rải tờ rơi tìm việc thì chắc là đến đường cùng rồi. Thế mà vừa chiều nay, anh ấy vẫn còn hồ hởi làm pizza cho mọi người ăn, cười nói vui vẻ. Mình còn ngưỡng mộ anh ấy nữa. Hóa ra, không phải một mình đau khổ. Mình có sức khỏe, mình có tuổi trẻ để yêu thêm, mình có một công việc tốt. Vậy mà mình định từ bỏ tất cả những thứ đó, từ bỏ cuộc sống này, chỉ vì một người không còn tình cảm với mình nữa. Mình thật ngốc nghếch và dại dột. Sống đơn giản như một đứa trẻ vậy đó. Hãy tự hào vì mình đã sống hết mình với tình yêu đó, tự tạo nguồn vui sống cho mình chứ. Phải rồi, suốt ngày than vãn được ích gì chứ. Bao nhiêu người khổ đau gấp trăm, gấp nghìn lần mình, nhưng họ vẫn đang sống tích cực, lạc quan đi qua khó khăn từng ngày đấy thôi. Sao mình có thể dễ dàng từ bỏ cuộc sống quý giá được? Ngày mai có ra sao, có hạnh phúc hay không, phụ thuộc vào chính mình. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.